Phan Đại Nam kính chào quý khán thính giả, kính thưa quý vị. Vào chiều ngày Chủ nhật 24 tháng 12 2017, tại Thánh đường Đức Mẹ La Vang, cùng với Giáo hội Hoàn Vũ, Công đoàn Giáo xứ Đức Mẹ La Vang thành phố Santa Ana miền Nam California đã tổ chức lễ Giáng sinh với sự tham dự của các linh mục, các tu sĩ nam nữ và hàng ngàn đồng hương. Trong niềm vui đón Chúa Giáng Trần, chúng tôi đã nói chuyện với các bậc phụ huynh trong đoàn thiếu nhi thánh thể có con em đóng trong hoàn cảnh Chúa Giáng sinh sẽ được diễn ra trước thánh lễ và được các chị cho biết. Dạ, các em cũng rất là vui vẻ và thích làm những cái việc này nên cái đó rất là dễ do phải cho các anh chị huynh trưởng. Thì mỗi tuần các em tập 2 lần và mỗi lần là cỡ khoảng 2 tiếng đồng hồ. Trong vòng 4 tuần. Nhân dịp Chúa Giáng sinh 2017 thì các chị đại diện cho phụ huynh thì có lời gì tới những bậc phụ huynh ở trong thiếu nhi cũng như là cộng đoàn giáo xứ, hay là có một lời chúc tới quý khán giả của đài SPTN? Dạ, thì đây là nếu mà các quý vị coi trong cái hoạt cảnh này thì biết là các em đã bỏ rất là nhiều công sức, không những không phải là huynh trưởng nhưng mà các em chính thức cũng dạy cho con em của mình giống như là có thể nhìn xem chính trong cái tâm hồn của mình và chuẩn bị Chúa Giêsu hài đồng, và cũng như là để biết chia sẻ và cũng biết được lớn lên trong một cái môi trường có lẽ các em có thể đi chơi với các bạn bè trong mùa này, tại vì hai tuần này các em nghỉ nhưng mà các em bỏ tất cả thời giờ và rất hăng say ở đây, thì cái đó là một niềm tốt. Và cũng khuyến khích các phụ huynh cho các em gia nhập những cái non-profit giống như chúng tôi và hay là những cái loại khác để cho chúng em có thể mở mang kiến thức hơn. Và cũng như dịp mùa Giáng sinh này, xin kính chúc quý vị đài truyền hình SPTN và các quý vị đang xem ở nhà một mùa Giáng sinh thật an lành, hạnh phúc, thấm đậm tình người và luôn luôn được Chúa Giêsu che chở cho gia đình và lúc nào cũng được đầm ấm và hạnh phúc. Và hoàn cảnh Chúa Giáng sinh sau đó đã được bắt đầu với hình ảnh từ khởi nguyên. Thiên Chúa đã tạo dựng vũ trụ và vạn vật trong 7 ngày. Lúc đó bóng tối còn bao trùm khắp nơi. Và sau khi tạo dựng bầu trời cùng các tinh tú, Ngài đã tạo dựng con người từ bùn đất là Adam và Eva, cho hai ông bà hưởng mọi thứ, nhưng không được đụng tới cây biết lành biết dữ. Nhưng hai ông bà đã trái lời Thiên Chúa và ăn trái của cây ấy, và sự đau khổ đã tới với loài người. Nhưng qua lòng nhân hậu, Chúa đã sai con một của người tới với thế gian để mang lại sự cứu rỗi cho loài người qua một trinh nữ tên là Maria. Kính thưa quý khán thính giả, chúng tôi vừa gửi đến quý vị phóng sự lễ mừng Chúa Giáng sinh tại nhà thờ Giáo xứ Đức Mẹ La Vang, thành phố Santa Ana, miền Nam California. Và trong ngày vui kỷ niệm lần thứ 2017 Thiên Chúa Giáng sinh, chúng tôi xin chấm dứt phóng sự nơi đây với lời cầu chúc của các em thiếu nhi thánh thể cộng đoàn Đức Mẹ La Vang.